Chiều ngày 25 tháng 11, đoàn giám sát của Ban tuyên giáo tỉnh ủy do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi trao đổi thảo luận về việc giám sát kết quả việc thực hiện quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc tham dự tại buổi làm việc có các đồng chí lê văn tuấn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đồng chí phạm văn thiết phó bí thư thường trực huyện ủy đồng chí bùi huy toàn phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy và một số ban ngành có liên quan Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã báo cáo kết quả thực hiện đầy đủ các văn bản liên quan đến việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc đã xây dựng phổ biến quán triệt và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch và chỉ đạo về việc viết thu hoạch, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và bài thu hoạch nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, kết quả đảng viên tiếp thu nghị quyết để nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống, Ban thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt học tập nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo yêu cầu định hướng hiệu quả khá tốt, cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ quán triệt học tập, cán bộ đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu học tập, nghiên cứu, nghị quyết của Đảng, tỷ lệ cán bộ đảng viên hội viên tham gia học tập cao. Sau học tập, cán bộ đảng viên các đảng bộ chi bộ đã tổ chức viết bài thu hoạch. Ban thường vụ huyện ủy đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tế của địa phương, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện. Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đã tăng cường công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị các xã thị trấn và các đoàn thể. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Tuấn, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh Huyện Ngọc Lặc tổ chức quán triệt học tập các nghị quyết nghiêm túc, đạt chất lượng cao, thể hiện trong các bài viết thu hoạch bên cạnh đó ban thường vụ huyện ủy phân công cán bộ phụ trách phân công các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện thường xuyên kiểm tra giám sát theo dõi việc triển khai học tập nghị quyết tại cơ sở Đồng thời, đồng chí đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả việc thực hiện, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã ghi nhận việc triển khai tổ chức thực hiện tại đảng bộ huyện là rất nghiêm túc và đầy đủ các nội dung yêu cầu kế hoạch đề ra. Các nghị quyết đã được triển khai có hiệu quả, trong thời gian tới đồng chí mong muốn đảng bộ huyện tiếp tục tuyên truyền giáo dục triển khai việc học tập nghị quyết chỉ thị bằng nhiều hình thức phương pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ đảng viên đưa nội dung của các nghị quyết vào sinh hoạt định kỳ của tri bộ đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị xây dựng kế hoạch chương trình và nêu ra các biện pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế yếu kém khuyết điểm của cấp ủy đơn vị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng vai trò của người đứng đầu xây dựng kế hoạch giám sát tại các tri bộ về thực hiện nghị quyết các cấp kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có cách làm hay trong học tập và vận dụng đưa nghị quyết vào cuộc sống